Thân mến chào mừng các bạn nhỏ tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần Let's Learn này các bạn nhỏ ơi. Và cái phần A và phần B của Let's Learn là chúng ta đã học xong rồi, chúng ta vừa làm xong rồi. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang phần C và phần D nhá. Của cái phần Let's Learn này dễ lắm các bạn nhỏ ơi. Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn nhớ lại. À đây các bạn nhỏ nhìn một câu mẫu này nha. Các bạn nhỏ nhìn cái này các bạn nhỏ quen chưa? Rất là quen đúng không? Nếu như các cái video trước Mr. Long Linh đã giảng rất kỹ cho các bạn rồi thì trong cái video này các bạn nhỏ chỉ cần nhớ lại thôi. Rồi các bạn nhỏ nhớ lại điều gì nào? Đây là cái gì đúng không? Đây là cái gì? Rất dễ đúng không? What's this? What's this? Đây là cái gì? Thì trả lời nếu nó là một cái thước kẻ thì chúng ta sẽ trả lời là It is the ruler. Đúng không nào? Rồi, vậy thì từ đó các bạn sẽ quay qua bên này. Các bạn nhìn đây. Bàn nhỏ này, chỉ qua đây là cái bàn học này các bạn nhỏ. À, cái bàn này á, thì trong tiếng Anh các bạn nhớ chưa? Nó là cái bàn học này các bạn. Đây, nó là cái bàn đây nè. A desk. Đấy, cái bàn học này. Vậy thì chúng ta chỉ cần trả lời bạn nhỏ này hỏi là What's this? Đây là cái gì? Thì mình trả lời It is a desk. Đó. It is a desk. Đó là cái bàn này. Cái bàn này các bạn. Ok. Đó. Rồi. Chúng ta đã trả lời được câu hỏi thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2. Đây là cái gì đây? Các bạn nhìn thấy rất là quen đúng không? Nếu như các bạn nhỏ đã học trong cái kênh của Mr. Long Linh rồi thì các bạn nhỏ phát hiện ra ngay liền. Đây là cái gì? Nó là một cục tẩy. Thế thì một cục tẩy chúng ta sẽ viết sao? Đây, một cục tẩy các bạn nhỏ phải viết là an eraser. An eraser là một cục tẩy. Đây, vậy thì các bạn trả lời cho Mr. Long Linh xem nào. It is an eraser. Đó. It is an eraser. Đây, cái chữ Mr. Long Linh không đẹp cho nên Mr. Long Linh để cho các bạn nhìn cái bảng in. Đó, các bạn viết cho chính xác ha. Ok, quá dễ các bạn nhỏ ha. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang hình cuối cùng. Đây là cái gì? What's this? Thế thì các bạn nhìn đây, đây là cây viết máy đúng không? Đây là một cây viết máy. Cây viết máy trong tiếng Anh là nó là gì nhớ chưa các bạn nhỏ? Nó là cây viết máy đây, nó là một cây viết máy. A pen. Rồi, vậy thì chúng ta quay qua bên này, chúng ta chỉ cần viết thế nào? Nó đây là cái gì thì trả lời it is này, it is này các bạn nhỏ này. It is rồi một cây viết máy a pen. Đó. Các bạn nhỏ nhìn thấy rất rõ chưa? It is a pen. Nó là một cây bút máy. Đây, cây bút máy này. Dễ không các bạn nhỏ? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần D, phần cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay. À, phần B này là gì? Bạn nhỏ này trả lời nó là một cây bút chì. Đây, cây bút chì. Thì chứng tỏ bạn mèo đen này, bạn hỏi cái gì mà bạn mèo vàng này, bạn trả lời nó là một cây bút chì. Thì chắc chắn cái bạn mèo đen này sẽ hỏi nè, what's this, đúng không? What's this? Đây là cái gì? Thì khi mà hỏi what's this, đây là cái gì, thì bạn này trả lời là it's a pencil. Nó là một cây bút chì, đúng không? Và thì chỗ này phải là what's this. Đó, what's this. Này, cái chữ này các bạn nhỏ ơi. What's this? What's this? Đây là cái gì? Nó là một cây bút chì. Đó. Rồi, các bạn nhỏ thấy rất là hay chưa? Rồi, hy vọng các bạn nhỏ thấy các video của Mr. Long Linh rất là hay. Các bạn nhỏ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn nhỏ tiếp tục đón nhận thêm nhiều cái video hay đó. Một lần nữa, Mr. Long Linh cảm ơn các bạn nhỏ rất là nhiều. Và hẹn các bạn nhỏ ở các video tiếp theo nha. Chào các bạn nhỏ.